Xin kính chào quý vị đến với kênh Phi Nguyễn Mặt Tiền Tân Phú. Hôm nay em xin giới thiệu căn nhà mặt tiền đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Căn nhà có diện tích là ngang 5, dài 18, một trệt 3 lầu, giá bán là 12 tỷ 8, có thương lượng. Căn nhà nằm ở trong khu Bàn Cờ, gần Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú, gần siêu thị Big C Phú Thạnh. Đường rộng 13m, đủ lộ giới, thích hợp làm nhà ở hoặc làm văn phòng công ty. Quý vị quan tâm đến căn nhà này xin liên hệ em theo số điện thoại 0908 276 630. Hãy bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều căn nhà mặt tiền ở quận Tân Phú. Em xin cảm ơn.